Nếu có nhu cầu mua hay tạo đại chiến, không bỏ điện thoại, y tín, an toàn và giá lẻ, hãy ghé shop bonsettv.tv.pro của mình nha. Anh đã từng cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, nhưng vô tình đánh mất thời gian ở bên cạnh em. Người đàn ông trong tay chẳng có gì, tương lai quá mơ hồ. Anh mơ về mai sau nhiều hơn những gì anh có. Sao em đành buông tay khi vẫn có người chờ em cuối chân trời để nói ra lời xin lỗi buồn mà. Chúng ta xa rời anh mới thấu, còn tim tôi sao? Những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm.